ai có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, quân huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop.star.com, ở đây cái quần quay gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Hôm trước có nhắc đến vụ điêu thuyền hiện tại rất mạnh nên nay mình ra clip cho mấy bạn xem. Có thể nói vị tướng này hình như dần dần bị lãng quên. Ở danh thấp thì không biết thế nào chứ cao thì ít thấy xuất hiện. Nhưng hôm bữa có chơi thử lại mà thấy sát thương khủng quá nên làm Trâm hơi bỡ ngỡ. Sát thương khủng không phải lên phép bắt máu giấy dễ dàng mà là nó dồn đêm vào mấy tướng tăng cũng mạnh. Đây mới làm Trâm để ý. Như hiện tại thì mấy tướng pháp sư như Tulen rồi bướm, Lorion chẳng hạn. Thì sau video này mọi người có thể quay lại với con bài điêu thuyền này nhé. Với những tướng có thế mạnh đầu game như này, mình có thể lên lối trang bị sốc đêm bằng cách dùng giày phù thủy với trượng bùng nổ. Điêu thuyền có lợi là bản thân bảo hộ bởi một lớp giáp ảo cho nên có thể né được một đòn đánh, bớt đi những tình huống đột ngột xảy ra. Kiểu núp bụi con này cũng chả khác gì Natalia, khi kẻ địch dính chiêu mà không có hóa giải thì đa số chết, mà không chết thì đi viện, mà có đi viện thì cũng liệt nửa người. Trâm sẽ núp bụi để cho mọi người xem cái tướng dễ chơi mà mạnh nó như nào, bởi vì lên full phép thì thủ yếu. Nên mấy bạn lúc nào còn lớp giáp ảo thì lên cao còn mất thì đợi hồi, vội thì dễ toang lắm. Cái điều này thì ai cũng biết đều nói cho vui vậy thôi. Khi mà kẻ địch bị đóng băng mà mình dùng chiêu thì sát thương mình được tăng lên, cho nên cực khỏe nhé. Xem con bò đấy dồn cái chả khác gì máu giấy. Chơi con này thì phải biết đọc suy nghĩ đối phương để thả chiêu trước khi họ tới, vậy mới dính được. Chứ thấy người ta đứng ở đâu đóng băng ở đó thì theo Trâm đoán họ đi về ngủ rồi, còn cái chỗ bạn đóng băng chỉ là cục xít hóa đá mà thôi. Khả năng khống chế cao có sẵn 2 lần, kèm thêm cái trang bị giải khống chế hiện tại hồi chiêu lâu cho nên điêu thuyền nói riêng hay các tướng khống chế nói chung đang như được buff thêm sức mạnh. Còn chiêu một điêu thuyền ta nói bây giờ có máu tim bạn khóc thét khi vừa xa, vừa ra đòn nhanh, đêm lại to nữa. Riêng mấy thằng có tầm ngắn hơn mình thì ngồi trong trụ mà ngủ luôn. Sát thương rất cao. Nếu bạn nào chưa từng chơi điêu thuyền thì Trâm nói luôn cách combo con này có hai giai đoạn, một là đầu game, hai là cuối game. Ví dụ đầu game khi ta chưa đủ mạnh thì ta đóng băng chiêu 2 xong, ta đánh thường 1 hay 2 cái dùng chiêu 1 rồi đóng băng tiếp lần 2 xong dùng chiêu 3, bởi vì lúc bị hóa đá đánh thường thấy thấm lắm. Còn giai đoạn cuối game thì đóng băng được cái dồn như trên đều bỏ qua vụ đánh thường, làm càng nhanh càng tốt, tránh tình trạng họ được support bên kia giải hoặc đã lên giải kiên cường chạy thoát được.
Mấy bạn có để ý khi một con tướng khi bình thường nó rất trâu bò, nhưng khi bị làm choáng, khống chế thì mình dồn đêm rất nhanh chết. Kiểu như khi choáng nó không thể cử động để tạo giáp ảo, hay miễn khống chế, hay là né tránh. Cho nên điêu thuyền mà đóng băng được thì đồng đội dồn cái hẹo liền. Mấy bạn xem trang bị của mình thích thì có thể lên theo nhé. Ngọc điêu thuyền mình cũng dùng như chơi Natalia, đó là đỏ 10 viên công phép xuyên giáp phép, tím 5 viên tốc chạy, 5 viên hút máu phép, xanh 10 viên xuyên giáp phép tốc đánh. Phù hiệu dùng ma chú nhé, để lúc dồn 3 lần được có thêm sát thương. Dùng thần quang cũng được, nó sẽ lợi khi cấu rỉa bằng chiêu 1. Chưa biết ai mạnh nhất game này à bạn ơi. Mỗi khi mình chơi tướng khác chỉ mong chờ team gánh rồi bú win, nhưng ván này thì có thể MVP luôn, đánh quá ghê ấy mà. Thằng bò này có vẻ muốn xong khói. Một đêm nữa thôi lá đê nó đi theo luôn kìa. Quả này chắc châm về với ông bà thôi. Né liền, đóng băng liền. Đấy là mới 1/10 kỹ năng của cái bạn châm anh 5 phút TikTok thôi mọi người ạ. Chứ mà được một nửa của họ thì giờ mình đi đấu giải rồi. Coi khỉ đánh bò gãy cả gậy không chết. Chơi con này mà bên kia sơ hở cái dính bẫy liền, mà dính là chết luôn ấy mọi người. Hóa ra điêu thuyền khi dùng băng xương là mất luôn chiêu thức, nó khác Tulen với Lozion.
video này dừng tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.